chồng bán vé số nhưng vợ đòi cấp dưỡng cho con 10 triệu mỗi tháng. Đó là vụ án tranh chấp về tiền cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn tại tỉnh Khánh Hòa được ghi nhận. Theo bản án số 139 năm 2021 hôn nhân gia đình sơ thẩm của thành phố Nha Trang, Khánh Hòa về tranh chấp cấp dưỡng. Nguyên đơn là bà Phạm Thị Tê, sinh năm 1978, khởi kiện chồng cũ là ông Nguyễn Tấn Đê, sinh năm 1970. Theo bà Phạm Thị Tê trình bày, bà và ông Đê đã kết hôn và có hai con chung là Nguyễn Thị Cẩm Tê, sinh năm 1999 và cháu Nguyễn Tấn P, sinh năm 2011. Vào tháng 8 năm 2018, bà Tê và ông Đê đã ly hôn thuận tình. Khi đó, hai bên đã thỏa thuận giao con chung cho bà Phạm Thị Tê trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc, tuy nhiên lại không thỏa thuận về việc cấp dưỡng nuôi con. Bà Phạm Thị Tê nghĩ rằng ông Đê sẽ tự ý thức về trách nhiệm của người bố mà tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi các con. Tuy nhiên, khi ly hôn đến nay, ông Đê vẫn không quan tâm và không cấp dưỡng nuôi con, nên bà Tê quyết định khởi kiện ra tòa, yêu cầu ông Đê phải có trách nhiệm cấp dưỡng. Do cháu Nguyễn Thị Cẩm Tê đã trưởng thành, bà chỉ yêu cầu ông Đê cấp dưỡng nuôi cháu Nguyễn Tấn P số tiền là 10 triệu mỗi tháng. Bà cho biết thêm, trước khi ly hôn ông Đê có thu nhập từ 5 đến 7 triệu một tháng do lao động tự do và kinh doanh vé số, nhưng hiện tại thì bà không rõ thu nhập của ông. Tuy nhiên, tòa án đã tiến hành cấp, tống đạt hợp lệ thông báo về việc thụ lý vụ án, cũng như thông báo về phiên họp hòa giải, kiểm tra, giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ cho ông Đê. Nhưng ông Đê vẫn cố tình vắng mặt nên không thể lấy được lời khai từ ông Đê. Dựa trên những tài liệu, chứng cứ và hồ sơ hiện có, tòa án nhận định nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con là nghĩa vụ của người không trực tiếp nuôi con phải thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 82 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014. Do đó, yêu cầu của bà Phạm Thị Tê là có cơ sở và chính đáng, có căn cứ để chấp nhận. Tuy nhiên, về mức cấp dưỡng cho cháu P, hội đồng xét xử nhận thấy mức cấp dưỡng 10 triệu một tháng là quá cao, dựa trên hai cơ sở sau. Một là, xét thấy ông Đê lao động tự do, thu nhập không ổn định, bản thân bà T cũng không xác định được chính xác thu nhập của ông P là bao nhiêu. Thứ hai là qua xác minh tại Ủy ban Nhân dân xã tại địa phương về mức sống trung bình thì xét thấy nhu cầu thiết yếu và mức sống trung bình của cháu P không đến ngưỡng 10 triệu một tháng. Dựa trên mức chi phí trung bình tại địa phương và ý kiến của phía đại diện Viện Kiểm sát đề nghị, 2 triệu đồng mỗi tháng là mức hợp lý và phù hợp với quy định tại Điều 116 Luật Hôn nhân và Gia đình. Theo đó, mức cấp dưỡng căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng. Hội đồng xét xử quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà T, buộc ông Nguyễn Tấn Đê phải cấp dưỡng nuôi con. Mức cấp dưỡng là 2 triệu đồng mỗi tháng. Thời điểm cấp dưỡng tính từ ngày bản án này có hiệu lực pháp luật cho đến khi cháu P đủ 18 tuổi. Từ bản án trên, có thể nhận thấy, khi đưa ra một yêu cầu về cấp dưỡng thì nguyên đơn cần lưu ý cân đối giữa hai vấn đề. Thứ nhất là nhu cầu thiết yếu và mức sống thực tế của người được cấp dưỡng, cụ thể là của con mình. Thứ hai là dựa trên thu nhập của người có nghĩa vụ cấp dưỡng. Việc đòi hỏi một mức cấp dưỡng quá cao so với thu nhập thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng sẽ khiến cho quá trình xét xử vụ án kéo dài thêm, tốn kém thêm nhiều thời gian xác minh mà khó có thể thu được kết quả như mong đợi. Như trường hợp và T kể trên, dù ước tính được thu nhập của ông Tấn Đê trước khi ly hôn chỉ rơi vào 5 đến 7 triệu nhưng bà vẫn yêu cầu ông này cấp dưỡng 10 triệu. Điều này sẽ rất khó để thực hiện và yêu cầu cũng khó có cơ sở để được chấp nhận. Bạn đang xem chương trình tóm tắt bản án từ luật sư ANSG. Những câu chuyện có thật về các vụ ly hôn hiện nay được chia sẻ trực quan. Hãy đóng góp ý kiến và suy nghĩ của bạn về tình huống trên để chúng tôi hoàn thiện hơn nội dung chia sẻ đến bạn.